đây là lắp cái bộ đó ra vô đó, cái bộ điều khiển nè, cái này là để mình điều khiển cái con cái cho cái xe nó chạy đi nè. À, đó Không phải cái xe đâu, cái đó con đồ cái đắng à. mà. Cho cái bộ boxing á, nó cái con boxing đó, nó làm việc. Rồi tiếp tục mình lắp cái hộp hộp pin. Rồi lấy cái hộp pin ra đâu, hộp pin đây nè, đây hộp pin đây, Đừng. tháo hai cái pin ra.